Từ các hình tròn mình sẽ vẽ thành các hành tinh trong hệ mặt trời. Đầu tiên là với sao Thủy, vẽ vài hình tròn to nhỏ khác nhau bên trong, tô màu xám hết hình nhưng mà chừa các hình tròn đó ra. Hành tinh tiếp theo đó chính là sao Hỏa, mình sẽ tô cái nền phía trước, sau đó thì cũng thêm vài cái hình tròn to nhỏ, rồi vẽ thêm mấy cái đường gạch gạch nhỏ nhỏ như thế này giống mình, nhưng mà nền người khác là mình tô lên mấy cái hình tròn đó luôn. Vậy là xong được cái hành tinh thứ hai rồi đó. Tới cái hành tinh thứ ba này nè, đối với bạn là hành tinh gì? Nhìn tựa giống như trái đất ha, nhưng mà không phải, đó chính là sao Hải Vương. Mình sử dụng hai màu, đó chính là màu xanh nhạt và màu xanh đậm, tô đều hết cái hình luôn, rồi sau đó thì mình nhấn nhá vào chỗ để mà nhìn cái hình của mình trông nó sắc nét hơn á. Hồi nãy cái hình này tưởng đâu là trái đất đúng không? Còn tiếp ở phần 2 nha.